Wow. Anh nói gì không? Vì sao? Sao vậy anh? Đù. Đù, nó đù. Đù. Nó đù rất giỏi. Không mà Khoa này nó ốm nữa. Đù mới là. Khoa là người sẽ thất bại trong trò chơi này. Nói trước luôn bởi vì không có sức khỏe. Em nữa. Không, em dù gì em cũng lết về đất được. Yên tâm, chờ cỡ Khoa lết nữa nè. Nói về có sức khỏe là phải nói chuồn. Anh nói nha, xíu ông lết về tới là em sẽ tỏa sáng. Không được phạm luật nha. Nếu em gọi là chơi đúng mà em không phạm luật, mà em về tới đích đúng thời gian, anh sẽ ăn bún đậu suốt đời. Suốt đời. Ai da. Mà anh không biết không, không ráng đi anh ơi, mình có mối ruột rồi. Ráng đi. Ráng đi. Một năm ăn lần. Anh nói gì đó có nghĩa là anh 100% chiến thắng. Trò gì ác vậy trời. Đây, mời các bạn hãy nhìn đây. Chúng ta sẽ có một cái thanh. Chúng ta sẽ vượt chướng ngại vật như sau. Đu hai chân vào đây và di chuyển tới từng vị trí. Mỗi dĩa chúng tôi sẽ để những đồng tiền trong đó. Mỗi lần chúng ta thả cái đầu xuống đây, bắt đầu thổi cho nó bay cái bột đi, sau đó lòi đồng tiền ra chúng ta lấy. Tiếp tục, mỗi lần là một đồng tiền và sau đó chúng ta bỏ vào cái mâm của chúng ta mang theo. Tới đây dừng lại thổi lấy đồng tiền bỏ vô mâm. Tới đây dừng lại thổi lấy đồng tiền bỏ vô mâm. Nhớ chúng ta đu bằng hai chân và tay thì để lên đây, không được chống dưới đây. Ai chống dưới đây phạm luật. Trời ơi, đu như thế này hả anh? Điều đó chứng tỏ chắc chắn mà Trương Khoa chịu không nổi. Đu mấy bên rồi anh. Sau khi đu xong cái thanh này, chúng ta sẽ bỏ những đồng tiền chúng ta lấy được vào vị trí này. À. Sau đó chúng ta bỏ, tiếp tục cầm cái mâm đu qua bên đây. Trời ơi. Cũng như cũ, lấy đồng tiền, sau đó về bên đây. Khi người đầu tiên hoàn thành 6 đồng tiền thì người thứ hai mới bắt đầu tiếp tục ở vị trí ban đầu. Wow. Mỗi đội có 2 phút hoàn thành. 2 phút thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi người chỉ có 1 phút thôi. Khi nào anh thèm anh ăn muốn đậu cũng được chứ không cần phút đời đâu anh. Chỉ thấy là thua đúng không? Thèm là ăn được rồi anh ơi. Đội nào chơi trước? Đội phát. Đội chơi là đội phát. Đội phát chứ. Phải nói là phải phát làm mẫu đi ha. Phát. Đội phát chơi trước thì ủa ai làm mẫu? Phát hay là Khoa? Phát là Khoa làm mẫu. Phát mẫu luôn anh. Phát mẫu luôn. Rồi. Phát. Mời vào vị trí. Ồ khó. Khó gì? Em mà khó nữa ai chịu nổi. Đối với phát là gì chị mà khó? Rồi nhẹ nhàng. Đó không làm được kìa. Đó sao mà khỏi được. Được hết rồi, qua đây đi cưng. Anh nói ngược lại kìa anh. Ủa, rồi cái này sao con gái làm được? Là từ bên đây qua rồi hả? Thì đó. Thì gái thua. Khó lắm nha. Khó. Ủa, đâu có thổi được đâu. Nghe thì đó. Là phải thổi cái bột này hả? Như là cái này thấy vậy chứ. Thổi là mấy đồng tiền á. Rồi, let's see. Rồi, rồi, đó, đó, đó. Rồi, đó, đó, đó. Rồi, đi ra, đi ra. Được rồi. Được rồi. Cái này là mới test thôi nha. Như vậy là phần vừa rồi là phần thử và phát đã thành công. Rồi, bây giờ Khoa bắt đầu đầu tiên. Khoa bắt đầu đầu tiên. Ê, để em nêu trải nghiệm. Nêu trải nghiệm rồi, mời. Trải nghiệm cho mọi người muốn biết trải nghiệm đúng không? Trải nghiệm sao? Rất là đau bắp chuối nha. Đó. À, mà thòng xuống á, cái lưng mà ngắn á là cái thời không có tới được cái gì á. Lưng ngắn ở đây ai lưng ngắn? Dạ. Rồi Khoa, mời vô. Vô Khoa chơi đi. Chỉ lưng ngắn thì mới bất lợi thôi đúng không? Khoa là ok đó. Quốc lo toan ghê. Đúng rồi. Bỏ giày đi. Cái này là bên mình bỏ giày đi chơi. Bỏ giày đi. Em thì hai bên thì em không chắc nhưng mà em sẽ cố để được một bên. Dù gì mình cũng là đàn ông con trai có cơ bắp. Vừa tính là hết ba cái bột đó vô. Cái này á hả, thà là hả thua cho rồi. Em thì sức không có nhưng mà dù gì cũng tuổi khỉ anh ạ. À tuổi khỉ hả? Tuổi khỉ cho nên là cũng cố đu thôi chứ. Rồi. Ba hai bột vô. À đúng rồi. Hỏi. Để cho người đúng ra. Đúng rồi. Hỏi. À. À. Rồi, lấy. Hay quá. Di chuyển đi, di chuyển. Để mâm xuống đúng rồi. Đúng rồi, đi. Di chuyển. Thấy buồn. Thấy. Thấy nha. Khoa nó giống như là một dân những cho cây dừa. Anh phẻo vai quá ha. Anh Khoa anh phẻo vai ghê. Học hỏi đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, 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 lấy rồi. Lấy. Chà, đồng tiền giấu kỹ ghê. Lớp bột rất dày. Chơi game show thôi mà sao khổ vậy trời. Sao khổ vậy trời. Rồi, thổi. Kiếm đồng tiền cực quá. Để đúng kiểu kiếm tiền rất cực luôn á. Lấy. Rồi, rồi xuống, nhảy xuống. Qua đây, qua đây. Rồi, để tiền dưới đây. Trời ơi, Khoa kìa. Rồi, quăng kia đi. Rồi, go, khoa, go, go. Đi. Chơi trò chơi phải vui lên. Vui lên. Trời ơi, một ngày. Quá là buồn luôn. Quá lên. Cái con lười á.
Đó, 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 ra đây. Rồi, quất. Rồi, dạ, 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 qua, dạ, qua. Nằm ở trên đó, lá rồi nó bị còn cao, mình uống bị dính vô mặt kìa. Cái cuối thôi hả? Cuối thôi, cuối thôi. Cố lên. Sắp xem liền, lên liền phải không? Hit me baby one more time. Rồi, liền bình phát, go. Rồi, phát. Rồi, rồi. Ôi, phát cái thủy kìa. Rồi, xả vui nha mọi người, xả vui nha. Trời, chơi nhanh dữ vậy. Trời ơi. Đó, lời đó, lấy lời. Go, go, go. Rồi, tôi nói cho khoa xếp. Tôi cho khoa xếp nữa luôn. Anh em ơi. Xếp lên đây, nhanh lên khoa. Cô Vy đâu vậy cậu dạ? Đi coi muối. Trời đất ơi, muối. Mở mạnh lên phát. Lò đồng tiền. Muối đâu? Thời gian. Thôi nói chi nữa. Quá dữ dội, quá khủng khiếp. Em chưa vui nha. Như vậy là các bạn hoàn thành vừa đủ thời gian và vừa lấy được trọn vẹn 12 đồng tiền, xin chúc mừng. À, chúng tôi không phỏng vấn Phát nữa bởi vì bạn còn quá khỏe. Gia đình mình có cần nước biển không? Dạ bây giờ em đứng ở đây thôi chứ em cũng không biết em đang nói cái gì anh ạ. Chân tay bây giờ nó run hết. Đây cũng là một cái dằn mặt của ban tổ chức anh ạ. Sao vậy? Kiếm đồng tiền khó lắm em ơi. Quay game show thôi mà đúng không? Rồi, đi quay game show kiếm tiền cần phải vậy không? Khó lắm. Cái đó là do em yếu. Chứ lát nữa Quang Trung ra đây là em thấy sự mạnh mẽ của Quang Trung. Không anh ơi, ở ngoài đó có muối chứ em lên là nước cốt dừa không à. Rồi, thưa quý vị, tiếp theo đó chính là Hardy Won và Quang Trung, xin mời. Nhưng chúng tôi xin nhắc nhớ các nghệ sĩ, thổi là phải thổi thật mạnh để bọt bay hết. Đấy, bọt nó bay hết, nó lòi đồng tiền ra mình mới được lấy. Xin mời. Thưa quý vị đang đến với cặp đôi mạnh nhất showbiz. Quang Trung đến từ quận 2. Nơi ấy có một căn nhà rất to. Là nơi anh ấy tập thể dục mỗi ngày nên không vấn đề gì cả. Hardy Won là người đến từ Hàn Quốc, người ăn kim chi nhiều nên rất mạnh. Thời gian dành cho Quang Trung và Hardy Won là 2 phút. Bắt đầu. Rồi, rồi. Ủa cái đâu rồi trời? Lôi qua sao nữa? Nên này không cái gì quá. Nên không cái gì. Hỏi mạnh lên. Lôi nữa. Sao nữa? Dài quá, nó dài quá. Có vấn đề. Chết rồi. Mạnh lên nào. Chưa thấy tiền. Chưa thấy tiền. Vẫn chưa thấy tiền. Có tiền đâu vậy? Sắp rồi. Rồi, thấy rồi. Sâu hơn. Hay quá. Rồi, móc. Em nghĩ là em sắp tay. Lên lại nào. Lên lại nào. Mạnh lên nào. Bỏ tay lên nào. Trời. Quyền trợ giúp. Đúng rồi. Chết rồi. Thế mình sao trời? Mạnh lên nào, mạnh lên. Thay rồi. Mệt lắm nha mọi người ơi. Em ơi thay rồi, móc ở dưới móc phải chỉ có 5-7 triệu thì thổi nó dễ. Anh nạn rồi. Ở dưới nó không có tiền mà phải thổi, mệt lắm. Rồi, ok, đi tiếp. Dạ hết giờ. Không, dừng leo nó tới nơi rồi. Cái bộ leo mà leo. Cho em một leo này. Nguyên trời chứ. Rồi. Thôi hết giờ rồi. Ủa ví dụ như mà em thổi từ trên này xuống được. Được luôn, thổi đi. Coi chừng cái xe. Trời quá. Ồ, tới kia. Lùi lại mới thở được, lùi lại. Lùi biết sao. Nhanh lên đi.
Nhanh lên đi. Thôi đổi người luôn đi anh ơi. Sao nghỉ đi, nghỉ đi. Lượt tới lượt chị heo đi, tới lượt chị heo đi qua đây. Không, em chưa chết. Phải vượt qua chính bản thân mình. Em ơi, cái đó bột nó ra ngoài luôn rồi. Thôi thổi đi kìa. Em thổi đi, thổi đi. Thổi đi kìa. Thôi chờ cậy đầu á. Trời ơi, lấy chơi. Thưa quý vị, riêng đội Hai Đứa Quên và Quang Trung chúng tôi sẽ dành 20 phút. Thôi, hết giờ đi chứ. 2 phút chết luôn á. Lấy móc đi, ra rồi đó. Em rất là tôn trọng nó luôn á. Rồi, Hai Đứa tới em đi nào, tới em đi, Hai Đứa đi. Trời ơi, anh. Mày rửa mạnh lắm á, đừng giỡn. Thôi không tới, xa quá. Có anh chị? Đu rất giỏi nhưng mà thổi rất yếu. Phải giật một cái ba đứa. Rồi, qua bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Đi. Ở bên Hàn Quốc đu dữ lắm hả? Sao về đây đu dữ vậy? Trời, chị Harry mạnh lắm anh ơi. Bảo đảm á. Được, ghê chưa? Ghê chưa? Yeah. Đi, bơi, chị ơi, bơi. Chị ơi, xa quá. Rồi, phải đu kìa. Trời ơi. Chung cái thổi phụ đi em. Xong. Rồi. Cái này xích lên một xíu, xích lên một xíu. Xích lên một xíu. Thầm móc như chị. Ơi, chị lấy cái tóc thì chị quất cái bột ra. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời. Nhuộm tóc ở đâu vậy? Chết rồi, mắt cúp của chị Hà Đông Giang. Bạc đầu rồi, chơi có một màn thôi mà về già luôn. Trời ơi, chị già. Bạc tóc rồi. Chị thấy ơi, mắt cúp của chị đã sửa. Đây. Đúng rồi. Rồi. Kết thúc. Trời ơi. Sống không chị? Còn sống. Chị phải sống nha. Còn sống đi. Ồ, Lý Bạc Sầu. Bạch Phát Ma Nữ. Hai đứa em đã hết sức mình chơi bằng một nửa người ta. Như vậy là cơ 6 múi không có nên Quang Trung không có lấy được nhiều. Nhưng mà quá giỏi, hai đứa giỏi quá, giỏi khủng khiếp. Đu mà còn đông đưa nữa. 6 đồng tiền xin chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chỉ là những cái màn gọi là con nít là đệ tử thôi. Cái cặp sư phụ chỗ đây mới đỉnh nè. Xin mời sư phụ Chu Anh Phạm. Yeah. Và sư phụ của môn phái lụm gạo Lâm Vĩ Dạ. Chúng ta đã quy ẩn giang hồ từ lâu lắm rồi, không còn tái xuất nữa. Có thể không, hôm nay bây giờ là đội của Chu Anh Phạm và Lâm Vĩ Dạ, ai sẽ là người chơi trước? Chơi trước đi. Mày chơi trước đi. Dạ là người mẹ đẻ hai con, bảo đảm những cái chuyện này rất là quá đơn giản với dạ. Không, đẻ nó dễ hơn chơi này luôn. Trời, đẻ khó chứ đúng không? Hôm nay chủ đề sinh sản hay sao vậy? Dạ trước. Bây giờ sợ đu đu cái này nó tét vết mổ. Vết mổ nào? Vết mổ em bé. Ủa, đẻ mấy lâu dạ. Mà nó chưa lành. Thôi mệt quá, tôi làm trước rồi cho xong. Ừ, vậy đi. 3, 2, 1, thời gian bắt đầu. Ủa chưa, từ từ. Xong rồi. Ủa đâu rồi? Thổi đồ đi, trời đất ơi, thổi vô. Thổi. Tao dịnh dụng chân cái xe ơi. Tay đà tôi phụ cho. Ê, gãy giò, gãy giò. Trời ơi, sao mày mùi dữ vậy? Gãy giò dạ ơi. Để anh chạy gãy con... vô, con chơi dịnh. Cố lên chú anh ơi. Trời ơi, có chừng, có chừng. Từ từ. Hãy sử dụng tuyệt chiêu kìa. Của Harry Won. Tuyệt chiêu uổng đầu. Ủa bây giờ nó không có lên. Hỏi này nó bóng cục mà thổi hoài nó không ra. Thổi nhậu ra thôi. Cũng vậy vậy. Thổi khi nào ra thì thôi. Đúng rồi, con gái mà cũng làm được đó. Nói gì người ta nhục lắm á. Hãy giữ chỗ tiền kia, uổng đầu, uổng đầu. Ê, nói thước cái này nó ra chưa, ra chưa? Không được trong tay. Ra nữa, tôi thổi cho ra. Trong tay là chân gian rồi. Ra chưa Xuân ơi? Chưa ra nè. Chưa ra, thổi nào ra thôi.
gì rồi chị chống tay đó. Thì em thấy làm vậy cũng không xấu mấy đâu hả? Đúng rồi. Dạ. Cổ lên, cổ lên, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Bây giờ bột không hết trơn quá hả? Trời ơi, chú Phạm mà dính cái đầu trắng nhìn y chang Tôn Ngộ Không luôn á trời. Tôn Ngộ Không ngoại truyện mấy cái phim sau này á. Ôi dạ, sao nó không tới này ta? Anh lại chống tay nữa rồi. Ra chưa, ra chưa? Cái đầu này ra cho chú ơi. Bịt lỗ mũi lại, bịt lỗ mũi lại thôi. Ra cho chú ơi. Bịt lỗ mũi lại thôi. Vừa thổi mà vừa phèo. Đâu rồi dạ ơi, phụ. À, phụ. Dạ nè, dạ nè. Trời ơi. Rồi dạ, qua bên đây đi cưng. Em qua bên đây đi. Bên này chưa xong. Ê. Còn đồng nữa, còn đồng nữa. Không có người đây. Ủa em chơi cái này luôn hả? Ủa? Chứ phải hả? À, tới em hả? Trời ơi chết, thắt nỏ ao luôn rồi. Là bây giờ em leo lên đây đúng không? Đúng rồi, leo lên. Lên, lên. Tôi lên. Yeah. Từ từ để tự em lên. Em phụ từ lên được hả? Đỡ chị đi, chị lên không được mà. Kêu từ lên kìa. Ê! Gì vậy? Tưng té kỳ quá vậy? Lại. Hai chị làm ơn chơi đơn phương đi. Đừng có phối hợp. Không không không, đừng có chơi đơn phương đi, đừng có phối hợp. Bên đây có chị Harry, bên đây có hai. Phối hợp lại. Để cho bả này bả đẻ hai lần rồi, tôi không có sức. Rồi. Rồi. Bám cho cái đùi, à đúng rồi. Chị luôn á. Ok dạ, ok đó dạ, thở đi dạ. Cao cao lắm, thở được. Thổi. Thổi đi. Chú kêu thổi kìa dạ. Thổi. Đó rồi. Thôi ra đi, tôi làm cái cuối cùng nè. Không được chống tay. Năm lần bảy lượt anh cứ chống tay hoài luôn. Không được chống tay. Vấn đề là nó trơn quá. Mấy đứa chơi dở dở còn lâu lắm. Mới lựng kìa. Bên kia mỗi đứa đào luôn. Hai đứa hai đào luôn này vô. Hai ba đô. Rồi hỏi gì? Rồi. Tao vô dụng quá vui. Không chống tay. Không chống tay. Anh cũng chống tay hoài. Nãy giờ đã bao lần rồi. Chung thở mà cái dĩa bay mất tiêu luôn rồi nè. Thôi mạnh quá, cái dĩa bay luôn rồi. Thôi đừng có xạo. Đội người ta hãm hại đội mình đó, không sao đâu. Mình cũng thua rồi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là đội đỉnh nhất. Hồi nãy anh nói sao ông nội bà nội. Giờ đúng ông nội bà nội rồi nè. Mà tại sao mình có thể chơi dở như vậy? Có anh. Dạ thưa anh, dạn vật đều có lý do của nó. Không có, mình bởi vì trò này khó chứ không phải tụi em chơi dở. Không có, mình xui. Mình tụi em xui thôi. Mình xui tại này á, nãy giờ nhiều người cầm mà nó trơn. Dạ. Rồi cái này nó thành vón cục thành mình bụt nếu mà em thổi hoài nó không ra. Đội của Lê Vĩnh Phát và Mạc Văn Khoa 12 đồng tiền vàng và đúng giờ giấc, quá đỉnh, 3 điểm thưởng. Thanh Quân và Quang Trung dù không giỏi bằng nhưng vẫn dữ dội, 2 điểm thưởng. Và dĩ nhiên đội cuối cùng lẽ ra là không có điểm thưởng nhưng chúng tôi niệm tình họ là nghệ sĩ và cũng chơi lầy lội nên tặng một điểm thực. Mặt được tặng mà không vui anh ạ. Nếu không vui chúng tôi lấy lại. Vui. Có được không? Mà tại sao mình chơi dở như vậy? Tại sao vậy Vun? Tại vì có bà đẻ, em phải giúp đỡ bà đẻ. Tôi đẻ rồi, đẻ đâu. Thôi nói chung dở thì dở, anh đừng nói thừa nữa. Tại sao Phát lại chơi dở như vậy? Em hả? Đơn giản thôi. Đâu có. Sáu muối. Không. Harry won
đâu có sáu múi đâu, người ta cùng chơi giỏi kìa. Honey Won là cái dạng như là giống Hàn Quốc, nó mạnh. Chơi kim cái gì xăm xăm Hàn Quốc mạnh lắm. Thiệt chứ bộ. Nhưng mà hôm nay mà ông Khoa cũng dữ dội, vẫn đu bình thường, giỏi, nói chung là ai cũng giỏi, trừ trừ bên đây. Bây giờ là phần tiếp theo, thưa quý vị, chương trình kỳ tài thách đấu. Wow, wow, wow.